vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một trải nghiệm thật là vui vẻ và thú vị. Và các bạn đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Quý vị thân mến, trong cuộc sống chúng ta thì có muôn vàn điều kỳ lạ và thú vị mà chúng ta không thể nào khám phá ra hết. Vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn có trong chuyên mục Chuyện lạ quanh ta. Mời các bạn cùng theo dõi. Ca sinh bảy sống sót đầu tiên trên thế giới hiện giờ ra sao? 20 năm trước, bà mẹ trẻ Bobby đã thực hiện thành công một ca sinh bảy hiếm hoi, gồm có 4 bé trai và 3 bé gái xinh đẹp, khỏe mạnh lần lượt đua nhau cất tiếng khóc chào đời. Đây thực sự là một tin mừng đối với cả thế giới. Vậy nhưng người ta vẫn lo lắng không biết liệu Bobby sẽ xoay sở với 7 đứa trẻ ra sao. 20 năm đã trôi qua và Bobby đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng bà là một người mẹ tuyệt vời, giỏi giang và mạnh mẽ. Ngược dòng thời gian quay trở lại với con số lịch sử 1997, đôi vợ chồng trẻ đang cố gắng sinh em bé thứ hai, Bobby quyết định sử dụng thuốc kích thích rụng trứng sau nhiều lần chật vật khó khăn của lần sinh nở thứ nhất. Thế nhưng mọi thứ đã không thuận lợi như mong đợi, cô thụ thai thành công 7 đứa trẻ trong cơ thể của mình và họ đã quyết định sinh tất cả. May mắn đã mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ khi 7 đứa trẻ lần lượt đối tiếp nhau, ra đời khỏe mạnh và an toàn, mặc dù tất cả đều thiếu cân. Đứa bé nhẹ nhất nặng 1,3 kg, trong khi đứa nặng nhất chỉ vỏn vẹn 1,5 kg. Và khoảng thời gian đó, hiển nhiên sự chú ý của cả thế giới đổ dồn vào gia đình Bobby. Sau ca sinh, rất nhiều cơ quan tổ chức từ khắp mọi nơi ngỏ lời giúp đỡ bà mẹ trẻ. Nuôi dạy cùng lúc 7 đứa trẻ sơ sinh không phải là chuyện dễ dàng. Chưa kể họ còn có thêm một cô con gái đầu lòng mới chỉ tròn 1 tuổi mà thôi. Giờ đây 7 đứa trẻ gây xôn xao thế giới ngày nào này đã trưởng thành và trở thành những chàng trai cô gái xinh đẹp. Braden nhanh chóng nhập ngũ sau khi kết thúc chương trình phổ thông. Ước mơ lớn nhất của cả Alexis và Natalie là trở thành một giáo viên dạy trẻ. Kenny thì muốn sớm bước chân vào ngành công nghiệp xây dựng. Nathan và Joanne hy vọng sẽ trở thành những lập trình viên và Michaela mong ước trở thành một ca sĩ. Mặc dù 7 đứa trẻ đều trưởng thành một cách khỏe mạnh và bình an, bà mẹ Bobby cũng không khỏi buồn lòng vì các con sẽ sớm rời xa bà để theo đuổi con đường riêng của mình. Gia đình của họ thực sự là một đại gia đình ấm áp và hạnh phúc. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể có 6 người bạn thân cùng chung sống ngay trong chính ngôi nhà của mình. Chuyện kỳ lạ về cậu bé thánh giống ở miền Tây. Kỳ 2, không học thánh giống thời nay vẫn biết viết chữ, hiểu kinh Phật. Như đã đưa tin, bé Bảo Bảo sinh năm 2013 An Giang được mệnh danh là thánh giống thời nay và nổi tiếng khắp vùng với những khả năng đặc biệt. Không chỉ có khả năng là ăn không biết no, mà Bảo Bảo còn sớm tỏ ra là một cậu bé thông minh khi sớm biết chữ và ít nhiều hiểu kinh Phật dù không được học ngày nào. Khi thấy Bảo Bảo viết, cha của bé là anh Trí cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi từ ngày bé ra đời anh chưa hề dạy chữ. Anh Trí cho biết, thấy bé viết chữ cái, tôi đùa rằng, con viết thử tên cha mẹ xem. Bảo Bảo liền lấy phấn viết tên cha trên nền gạch. Đặc biệt, cậu bé còn có thể nghe một lần, cũng có thể thấu hiểu và nhớ rất rõ các bài kinh Phật. Bảo có khả năng chỉ cần nghe một lần có thể nhớ ngay. Không những thế, cậu bé còn được đánh giá là một thần đồng Phật giáo trong tương lai, bởi từ lâu, nhiều người đã được chứng kiến cậu bé ngồi trò chuyện như một vị giảng sư về các đạo lý trong cuộc sống cũng như trong kinh Phật. Theo tìm hiểu, Bảo Bảo không được ai dạy cho những khả năng này, mà do bé thường nghe các bài kinh từ các địa Phật giáo trong nhà rồi tự giác ngộ. Theo anh Trí, Bảo có niềm vui đặc biệt với Phật giáo. Cậu bé có thể ngồi cả ngày để nghe kinh Phật mà không chán. Hàng ngày, ngoài những lúc phụ cha sửa xe máy, Bảo thường ngồi trong phòng xem các địa Phật giáo. Cũng từ ngày mê xem kinh Phật, Bảo cũng thường ăn các món chay nhiều hơn. Mỗi ngày rằm mùng 1, Bảo thường theo mẹ đi chùa ngồi khắp, nhang lễ Phật và nghe giảng kinh. Điều đặc biệt là Bảo nghe tới đâu nhớ được tới đó, khi về nhà có thể đọc vanh vách những gì mình nghe được. Ngồi bên cha mẹ, Bảo Bảo tỏ ra am hiểu khi nói về Phật Pháp. Theo cậu bé, mỗi người nên dù ít hay nhiều, dành thời gian tìm hiểu kinh Phật. Kinh Phật sẽ giúp cho mọi người tĩnh tâm, hướng thiện, không còn tham sân si. Bé Bảo nói, từ ngày đầu được nghe kinh Phật, con thấy như mình có duyên, mỗi ngày mà không được nghe kinh Phật con rất khó ngủ. Con rất ham được vào chùa, nhưng mà cha mẹ con nghèo, nuôi con cũng vất vả nên khi lớn con sẽ tự tu ở nhà để lo cho cha mẹ lúc tuổi già. Nếu không mắt thấy tai nghe, chắc ai cũng khó tin đó là lời nói từ cậu bé mới hơn 3 tuổi. Nghe Bảo chia sẻ, không ít người lớn tuổi cũng phải cảm phục về cậu bé này. Tỏ lòng ái mộ trước cậu bé, ông Võ Trường Tôn, 63 tuổi, hàng xóm nhà Bảo chia sẻ rằng,
Cậu bé có những khả năng ngay cả một người từng trải như tôi cũng phải cảm phục. Tương lai Bảo sẽ là một người có tài nếu được học đàng hoàng. Không chỉ hiểu kinh Phật, Bảo còn là cậu bé có khả năng ăn nói rất lưu loát. Hỏi bất cứ vấn đề gì trong xã hội, Bảo đều có thể trả lời cặn kẽ theo triết lý của nhà Phật. Nghe cậu bé nói, không ai nghĩ đó là một cậu bé lên ba. Anh Trí cho biết, nhiều người khi nghe Bảo nói chuyện cho rằng cha mẹ đã dạy cho cậu. Thế nhưng theo anh, trước giờ anh chưa từng đụng tới một quyển kinh hay nghe hết được một bài kinh, nên không thể dạy con. Nhiều lúc anh Trí phải thua cuộc khi nói chuyện lý lẽ với con trai. Anh Trí cho biết, tôi nghỉ học từ khi còn trẻ nên chỉ biết mặt chữ. Cũng chính vì vậy, ngay cả chuyện dạy con học chữ, tôi cũng chưa nói gì tới kinh kệ. Bà biết kinh Phật có thể là do bé nghe nhiều nên học thuộc luôn. Tuy con có rất nhiều những phẩm chất hơn người, nhưng vợ chồng anh Trí lúc nào cũng mang một nỗi canh cánh trong lòng, vì thường ngày cậu bé rất ít khi chơi với các bạn bè cùng trang lứa, bởi Bảo tỏ ra mặc cảm vì thường bị các bạn mang ra làm trò đùa vì thân hình của mình bé quá. Chị Ly cho biết, tôi không muốn con là thần đồng hay thiên tài gì, gia đình chỉ mong bé phát triển như bao bạn bè cùng trang lứa. Do sự đặc biệt của bé, nhiều người đã tìm tới thử thách khiến Bảo mặc cảm, không muốn tiếp xúc với người lạ. Chị Ly còn bày tỏ, trong thời gian tới Bảo sẽ bắt đầu đi học, vậy nên gia đình rất lo lắng. Không chỉ tiền bạc, mà điều gia đình ái ngại nhất chính là chuyện bé ăn uống như thế nào tại trường học. Chị Ly lo lắng, lúc bé đi học chắc tôi phải ở nhà vừa phụ chồng vừa lo chuyện đưa đón con đi học, bởi nếu để bé học bán trú thì bé sẽ bị đói, vì ở trường chỉ ăn theo phần có sẵn, bé không no được. Để bé no bụng phải 3-4 phần như vậy. Sau sự thay đổi kỳ diệu của cậu bé tí hon 10 tuổi mới chỉ nặng 4kg sau vòng tay chăm sóc của thầy hiệu trưởng. Quý vị thính giả thân mến, từ ngày mới sinh ra, em Đinh Văn Cờ Rễ, thôn Gò Gia, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi đã mắc một hội chứng rất hiếm gặp là Sescale, người lùn đầu chim. Căn bệnh lạ chỉ mới ghi nhận được 10 trường hợp trên thế giới, khiến cậu bé dù đã 9 tuổi nhưng chỉ nặng chưa đầy 4kg, cao vừa 60cm. Có lẽ cậu bé ấy sẽ chẳng được đến lớp, chẳng được vui chơi cùng bạn bè cho đến khi em được gặp thầy Đặng Văn Cương, hiệu trưởng trường tiểu học bán trú Sơn Ba. Thầy gặp Cờ Rễ cách đây 5 năm trong một lần tới thôn Gò Gia, vận động học trò đến trường. Từ đó thầy Cương và Cờ Rễ đã viết lên câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp về tình thầy trò nơi sẻo cao. Câu chuyện cổ tích ấy sẽ tiếp nối hành trình truyền cảm hứng We Choose Awards 2018 được phát sóng trên kênh VTV1 ngày 9 tháng 5 vừa qua. Năm 2012, thầy Đặng Văn Cương đến thôn Gò Gia vận động trẻ em đến trường học tập. Tại đây, thầy phát hiện một cậu bé mắc chứng bệnh lạ, dáng người nhỏ thó được mẹ đặt gọn trong một chiếc bị. Qua trò chuyện, thầy nói với gia đình cậu bé rằng hãy cứ để nuôi đi. Đến khi bé đủ tuổi đi học hãy đưa đến trường của thầy. Nếu bé ở với thầy được một ngày, thầy sẽ nuôi. Câu chuyện cổ tích của thầy Cương và Cờ Rễ đã bắt đầu như thế. Và rồi 4 năm sau đó, vào năm 2016, Cờ Rễ đã được bố mẹ đưa đến trường tiểu học bán trú Sơn Ba cùng thầy Cương. Tại trường, Cờ Rễ được thầy dạy dỗ chăm sóc, dạy cho em từng con chữ đến kỹ năng sinh hoạt. Thầy Cương nói về cậu học trò nhỏ. Đến năm 2015, Cờ Rễ đã đủ tuổi đến trường, nhưng sau mấy lần vận động, gia đình em vẫn e ngại, lo rằng em quá nhỏ không biết có học được không. Cờ Rễ được biên chế vào lớp 1, nhưng trường hợp của em quá đặc biệt, bởi em chưa nói được. Các bác sĩ cũng nói có thể em sẽ không học được vì nhiều bộ phận trên cơ thể em chưa phát triển đầy đủ, như răng của em không có, rất khó trong việc ăn uống, hoặc em nhớ lúc này đấy nhưng về sau lại quên. Thế nhưng chúng tôi muốn em được tiếp cận với việc học tập, đồng thời giáo dục một số kỹ năng sống từ ngày cho em có thể hòa nhập với cộng đồng. Thầy Cương kể, vì Cờ Rễ dáng người đặc biệt nên mọi đồ dùng của em cũng đặc biệt, đồng phục của em phải đặt may theo số đo riêng, chế độ ăn của em cũng được thầy cô trong trường chú ý hơn do em không có răng. Đồ ăn phải nghiền nhỏ hơn. Còn ngủ, Cờ Rễ được ưu tiên ngủ cùng thầy Cương để thầy tiện chăm sóc và dạy em nhiều kỹ năng trong việc sinh hoạt hàng ngày. Từ việc sửa tay đến thay đồ, tắm gội, Cờ Rễ đều được thầy Cương hướng dẫn giúp đỡ em thực hiện mỗi ngày. Cờ Rễ đã 9 tuổi nhưng vì căn bệnh của mình, hiện em đang theo học lớp 1 tại trường tiểu học bán trú Sơn Ba. Với thầy Cương, trong 2 năm Cờ Rễ ở đây, sự tiến bộ của em thầy không đong đếm bằng học lực mà bằng sự hòa nhập cùng những kỹ năng sinh hoạt hàng ngày. Thầy Cương chia sẻ, khi em mới xuống ban đầu kỹ năng tự vệ sinh cá nhân em chưa có, bây giờ em đã biết tự đi vệ sinh. Hơn nữa, khi xuống đây em rất nhút nhát, thấy đám đông là sợ sệt, nhưng bây giờ đã biết hòa nhập cùng các bạn đá bóng cũng đã tham gia cùng. Thầy Cương kể thêm, trong 2 năm Cờ Rễ ở cùng thầy, cuối tuần em không về nhà cùng gia đình, thầy đều đưa em về nhà thầy cùng vợ con. Vợ con của thầy Cương tiếp xúc nhiều với Cờ Rễ cũng rất quý mến em.
đã từ lâu coi em như một người trong gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.